Bọn tôi đang cá với nhau về công việc trước của ông. Một cựu đặc vụ mong muốn làm lại cuộc đời. Tôi đã thề sẽ không trở lại như trước kia nữa. Nhưng khi cô gái trẻ bị một băng đảng kiểm soát, điều đó đã đánh thức ước mơ công lý trong anh và khơi mào một cuộc chiến đầy nguy hiểm. Chưa kể đến nội dung, sự góp mặt của ngôi sao Denzel Washington kết hợp cùng đạo diễn Antoine Fuqua đủ để bảo chứng cho sự hấp dẫn. Chớp lấy đi. Cùng đón xem Người thực thi công lý trên kênh HBO.